被埋下的旧情被遗下的剧情命途在手，为谁莫失落忘但回望的后来是谁自首？掠过的情怎对换我自由？谁愿对调角色最后？如果爱恨有尽头。 路长梦，希望燃白无目的为求实会自己，共行在失落原寂寥或空灵人着迷自己。越过低谷高峰往返，针锋对着我，不懂得闪避。情愿我没到此信任，如何决定有效期？情感散落路边野花，已解开心中密码。 闭眼答前，我是谁？你是谁？向上和漂泊的心，你好吗？如果去路定必要分岔，还愿多走分岔，何不计代价？你会遗憾吗？放弃才害怕，豁出那真心，你懂吗？懂吗？还是我未放下，共往日对话，下半场。 Quả nhiên là do ba đang trúng. Con một câu nghe sến nhưng mà rất hay. Người chết không thể nào sống lại. Chuyện này là sự thật. Phong đã chết rồi. Nó cũng không muốn thấy con đau lòng như vậy. Chuyện của con không cần cậu lo. Là lỗi của ba. Ba không nên kêu Trình Phong giúp ba điều tra cái chết của hai má con Mandy. Nếu không nó cũng đâu cần ra nông nổi nè. Nếu cậu tới đây chỉ để nói những câu xin lỗi với Trình Phong thì tùy cậu. Nhưng nếu cậu tới đây chỉ vì muốn giả làm người tốt ở trước mặt con thì cậu đừng hao hơi nữa. Ba không phải giả làm người tốt. Mà trước giờ ba hoàn toàn không phải người tốt. Ba chỉ muốn bù đắp cho con thôi. Ba không ước con sẽ tha lỗi cho ba. Nhưng mà ba hy vọng con cho ba một cơ hội để ba có thể sửa chữa những lỗi lầm trước đây gây ra cho con. Ba biết là con vẫn còn kháng cự ba. Nhưng mà ba là ba ruột của con. Đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Trình Phong nó chết rồi. Ba mong là ba có thể thay thế nó ở bên cạnh của con, tiếp tục ủng hộ cho con, tiếp tục bảo vệ cho con. Trình Phong mãi mãi là Trình Phong. Cậu mãi mãi cũng không thể thay thế anh ấy.
An ninh ở khu này không được tốt cho lắm. Bà đợi cô lên xe bà mới về. Sao vậy con? Khu này buổi tối khó đón xe lắm. Lên xe đi. Nếu không lên xe thì con đi. Lên chứ, ba lên liền. Trình Phong bên Singapore đã bị tai nạn qua đời. Tôi bay qua Singapore mấy ngày nay là vì lo chuyện hậu sự cho anh ấy. Sao cô nói cô không còn liên lạc với Phong lâu rồi và cũng không biết Phong đang ở đâu? Thì ra anh đã mở một văn phòng thám tử tư bên Singapore. Hồi cậu họ mướn người điều tra về cái chết của hai má con Mandy bên Mã Lai, trùng hợp mướn trúng ảnh. Tôi cũng mới biết đây thôi. Chloe, cô đừng đau lòng quá. Tôi không những đau lòng mà còn rất tức giận. Thì ra cái chết của Trình Phong không phải tai nạn mà là bị người khác mưu sát. Sao cô khẳng định như vậy? Trước khi Trình Phong chết, đã nói với người bên cạnh là ảnh nhận ra người hôm đó lái xe đụng ảnh chính là người vệ sĩ bảo vệ Mandy bên Mã Lai. Sao lại như vậy chứ? Mà tại sao hắn lại làm như vậy? Cho nên tôi nghi ngờ cái chết của hai má con Mandy không đơn giản vậy đâu. Ừ, phải. Đúng thật phải điều tra rõ mới được. Vậy cô tính điều tra ra sao? Thật ra tôi cũng có quen một người luật sư bên Singapore. Người này rất am hiểu luật pháp bên đó. Nếu cô cần tôi có thể giới thiệu cho cô quen. Nếu cô thực sự muốn giúp tôi, cô có thể đưa thông tin của tên vệ sĩ đó cho tôi không? Vệ sĩ và bảo mẫu của Mandy đều là do một công ty môi giới bên Mã Lai giới thiệu. Sau khi hai mẹ con họ qua đời thì công ty đó cũng đóng cửa luôn. Giờ muốn tìm thông tin của hắn cũng hơi khó. Yên tâm đi, tôi sẽ hỏi giùm cô. Cảm ơn cô. Không phải anh nói vụ này đã giải quyết sạch sẽ rồi sao? Sao còn xảy ra rắc rối vậy? Còn rắc rối gì đâu. Trước khi Trình Phong chết đã nói với ai đó là hắn nhận ra người đụng hắn là tên vệ sĩ bên cạnh Mandy. Còn nữa, tại sao lại gây ra án mạng nữa vậy? Là cô nói phải giải quyết sạch sẽ vụ này mà. Người không chết thì làm sao bịt miệng được? Anh nghe rõ đi, anh lập tức biến khỏi nơi đó cho tôi. Đừng để người khác tìm được anh đó. Bà xã à, em vẫn còn buồn chuyện của bạn em sao? Ông xã, em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Lần này Trình Phong qua Singapore là em nhờ ảnh giúp em điều tra chuyện gì sao được Rossi đồng ý bỏ việc dây vốn. Vậy anh đã điều tra được gì? Trình Phong điều tra ra được ba của Rossi thực chất đã nhập viện điều trị từ lâu. Có điều trước khi ảnh tìm được chứng cứ xác thực thì De Rossi đã chọn thời điểm quan trọng nhất để công bố chuyện ba của ổng đang nguy kịch. Hơn nữa còn lợi dụng việc bị tập đoàn tài chính tấn công làm cớ hủy bỏ việc dây vốn. Em cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. De Rossi là do Marco liên lạc. Em đoán xem hai người họ có đang thông đồng giở trò gì hay không. 14 tỷ đô không phải là con số tiền nhỏ. Thường ngày Marco rất cẩn thận, nên việc ảnh bàn bạc và ký hợp đồng với De Rossi không lý nào. Trước khi bàn bạc hoặc là ký hợp đồng cũng không thám thính trước về bệnh tình của ba De Rossi. Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện, Marco đã tự nói sẽ từ chức. Làm vậy đối với ảnh có lợi ích gì? Linh cảm cho em biết, chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi.
còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra nữa. Có phải mợ đã có quyết định rồi không? Marco, tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rõ, tôi thân là CEO của Mã Thị, giữa tôi và cậu đang cùng đứng trên vị trí là kẻ thù của nhau. Tất cả những chuyện bất lợi mà cậu gây ra cho Mã Thị đồng nghĩa với việc cậu đang tuyên chiến với tôi. Đồng thời, tất cả những việc cậu làm cũng đang hại tới lợi ích cá nhân của tôi, bao gồm cổ phần của tôi ở Mã Thị, cộng với việc địa vị của tôi trong Mã Thị. Cho nên về công hay tư, tôi vẫn muốn cậu suy nghĩ cho thật kỹ và từ bỏ ý nghĩ trả thù này. Có điều tôi cũng hiểu, dù tôi có khuyên ngăn cậu cách mấy, thậm chí tôi nói tôi sẽ vạch trần âm mưu của cậu cho ba chồng tôi biết, cậu cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch trả thù. Ba của cậu chết một cách không rõ ràng. Thật ra tôi cũng hiểu tâm trạng của cậu. Nếu như đổi ngược là tôi nghĩ tôi cũng sẽ trả thù giống như cậu vậy. Bây giờ tôi chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, chính là bỏ mặc không lo, coi như tôi chưa từng nghe qua kế hoạch này. Nhưng lỡ như kế hoạch này của tôi sau cùng khiến mợ bị mất hết tất cả thì sao? Dự án phát triển tổng trạm tuyến đường sắt mới bị thất bại, đám cổ đông chắc chắn cũng sẽ hỏi tội tôi thôi. Cho dù tôi nói đây là âm mưu của cậu, họ cũng sẽ cảm thấy tôi có dính líu trong chuyện này. Tuy tôi không biết cậu và Derossi bước tiếp theo sẽ làm gì, nhưng mục đích cuối cùng của cậu là bắt ba chồng tôi công khai thừa nhận năm đó ông ấy là người đã bắt cóc và hại chết ba cậu. Cho nên tôi cảm thấy nếu cậu muốn đạt được mục đích thì phải tăng tốc hành động. Tại sao? Ba chồng tôi đã mắc bệnh giảm sút trí nhớ. Hơn nữa bệnh tình của ông ấy ngày càng nặng. Tôi tin ông ấy sẽ nhanh chóng quên hết những chuyện lúc trước. Tới lúc đó cậu muốn trả thù thực chất là không thể nào. Marco, nếu cậu muốn tăng tốc đạt được mục đích của mình, chỉ có tôi mới giúp được cậu. Mợ giúp tôi? Mợ giúp tôi bằng cách nào? Tôi tự có cách của tôi. Cậu không cần lo cho tôi, cứ tin tôi. Tại sao mà lại giúp tôi? Vì trong thâm tâm tôi, người tôi yêu nhất là cậu. Giả sử khi đó Châu chưa từng xuất hiện, có lẽ chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi. Sammy, không ngờ chúng ta dòng tới dòng lui,
cuối cùng mới được ở bên nhau. Có lẽ đây chính là định mệnh sắp đặt. Bước tiếp theo anh định sẽ làm gì? Anh sẽ dẫn em đi gặp ông De Rossi. Anh cảm thấy ông ấy sẽ cho em gia nhập sao? Anh có một lý do khiến ông ấy không thể từ chối. Cậu điên rồi sao? Cho Mã Chân Tâm gia nhập, cậu nói thật sao? Đương nhiên. Vậy tôi hỏi ông, ông có biết cậu đang nắm bao nhiêu cổ phần của Mã Thị không? Tôi biết chứ, không thấp hơn 10%. Vậy thì đã sao? Chính xác. Nếu chúng ta cộng thêm 11% cổ phần của cổ thì sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ hơn. Đối với chúng ta rất có lợi. Vấn đề là cô ấy có đáng tin cậy không? Cậu lấy gì khẳng định cô ấy sẽ không phản bội chúng ta? Tôi sẽ lấy cổ phần của tôi ra bảo đảm, được chứ? Ok. Sammy, xin lỗi cô, để cô phải đợi lâu, mời ngồi. Không sao, chuyện lớn như vậy cần phải bàn bạc cẩn thận hơn. Sammy, tôi có một thắc mắc. Cô là người của nhà họ Mã mà. Phải. Tại sao cô lại muốn hợp tác cùng chúng tôi? Cô muốn phản bội họ hay có mục đích khác? Tôi làm vậy chỉ vì một lý do thôi. Bởi vì tôi yêu Marco. Hai người đã ở bên nhau sao? Nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, sau khi ông tiếp quản công ty, tôi phải tiếp tục làm CEO. Thứ hai, sau khi thỏa thuận thành công, lỡ như ông đòi rút khỏi cuộc chơi, tôi cần đảm bảo tôi phải có quyền ưu tiên mua lại toàn bộ cổ phiếu bằng giá tiền thấp nhất. Được thôi, tôi không tin vào tình yêu. Nhưng mà cũng như cô nói, tôi tin tưởng cô và cô đủ điều kiện để hợp tác. Cảm ơn ông. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Anh rất vui khi em đồng ý ra gặp anh. Nếu không phải Sammy kêu tôi ra đây để nghe anh giải thích, chắc chắn hôm nay tôi sẽ không tới đây. Tôi mong sau ngày hôm nay anh sẽ giữ lời hứa, mãi mãi biến khỏi cuộc đời tôi. Liên quan tới đoạn clip đó, anh có thể thề thật sự không phải là do anh làm, là Mã Triển Hồng làm, là hắn đã copy đoạn clip từ trong máy tính của anh. Nếu không phải anh quay lén tôi thì tại sao có đoạn clip đó? Anh hoàn toàn không cố ý làm tổn thương em đâu. Thật ra lần đó do anh uống say nên mới nhất thời manh động quay phim thôi. Thực ra thì bây giờ anh cũng đang rất hối hận mà. Lúc anh nhìn thấy em và Long Văn Miêu đính hôn, trong lòng của anh rất khó chịu nên anh mới mở đoạn clip đó ra coi. Chị Si à, anh thật sự rất yêu em. Anh yêu tôi? Anh có từng tôn trọng tôi không? Anh có biết bây giờ anh hại tôi thê thảm tới cỡ nào không? Anh xin lỗi. Anh làm ơn đừng yêu tôi nữa. Anh mãi mãi biến khỏi cuộc đời tôi giùm đi. Giang Biêu đã cho người tìm anh khắp nơi. Anh tự lo liệu đi. Có mã. Cô Mã, nói về cậu đi. Nói về cậu đi. Đoạn clip lan truyền trên mạng rốt cuộc có phải là cô không? Cô Mã, giờ làm chuyện ấy, dù quay phim không? Có phải không lẽ giữa cô và cậu Long bị quỷ rồi không? Cô Mã, nói về cậu đi. Tôi xin giờ, cô có thể tiết lộ người đàn ông trong đoạn clip đó là hay không? Để muốn trở lại với bạn. Cô Mã, nói gì đi. Cô chỉ có hỏi tôi được rồi. Tôi là người đàn ông trong đoạn clip đó. Cho hỏi sao anh lại đăng đoạn clip đó lên mạng vậy? Đúng rồi. Sao lại đăng vậy? Chuyện xưa giờ tôi đều là người trưởng thành. Quay video thân mật là chuyện riêng của hai chúng tôi. Đoạn clip không ai bị truyền ra ngoài là một tai nạn ngoài ý muốn.
tòa án đã đồng ý ban lệnh cấm. Thứ nhất, nghiêm cấm bất kỳ ai tiếp tục phát tán đoạn clip đó. Thứ hai, nghiêm cấm bất kỳ ai gây ra hành động làm phiền tới cô Mã. Sau cùng tôi xin nhắc nhở mọi người, bất kỳ bài phỏng vấn gì chưa qua sự đồng ý của cô Mã hoặc quay phim đều cho là hành động đã làm phiền. Bất kỳ ai vi phạm lệnh cấm của tòa án, Long Văn Biêu tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Chào tiểu thư. Con về rồi hả? Ba con cố tình tới đây thăm con, gọi điện cho con không bắt máy. À, phải rồi. Sau khi ra ngoài vòng một vòng, tâm trạng có đỡ hơn không? Xin lỗi ba, bắt ba phải lo cho con. Khờ quá đi. Làm cha mẹ lo cho con cái là chuyện bình thường thôi. Từ trước tới giờ ba sợ má lớn của con không vui, cho nên một tuần chỉ tới thăm con một hai lần. Từ nhỏ tới lớn ba ít khi ở bên cạnh con. Người nói tiếng xin lỗi là ba mới đúng. Ba tuy là vậy, nhưng ba biết rất rõ, dù ba không ở bên cạnh dạy dỗ con, khích lệ cho con, ủng hộ cho con, nhưng con luôn nỗ lực. Mỗi năm thi cử con đều giành được hạng nhất, vì con muốn có được lời khen ngợi từ ba. Lúc học đại học, Diệu Tổ và Diệu Đường đều được ba cho ra nước ngoài du học, còn con cố tình ở lại Hồng Kông học ngành luật. Sau khi tốt nghiệp đại học, con biết công ty đang thiếu người chuyên về ngành luật pháp, con thà từ bỏ cơ hội lập nghiệp ở bên ngoài, chủ động đề nghị quay về công ty phụ ba. Bao nhiêu năm nay vì họ Mã có hy sinh nhiều rồi, tất cả ba đều biết hết. Con tự có thể giúp được nhà họ Mã, chưa giúp được gì hết còn khiến ba bị mất mặt. Cờ quá, con nói chuyện này làm cái gì nữa? Ba là chủ trong gia đình, cả gia đình mình còn không bảo vệ được thì danh tiếng không là cái gì. Giờ chuyện này đã xảy ra rồi, ba chỉ có thể suy nghĩ cách làm sao để bảo vệ con. Con có ý định tạm thời rời khỏi Hồng Kông không? Đợi sau khi chuyện này lãng quên rồi thì mới quay lại. Con cũng có suy nghĩ đó, nhưng con lo. Con không cần lo. Về mặt công ty, có Diệu Đường, Sammy và Chloe coi chừng rồi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Vậy để con suy nghĩ lại. Có điều trong lúc con không có bên cạnh ba, ba phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con yên tâm đi, có má con chăm sóc cho ba rồi. À phải rồi, bà nói có nấu món canh chân gà hầm đu đủ nhĩ cho tôi uống mà, sao không mang lên? Ông à, lúc nãy ông đã uống rồi mà. Phải ha. Lớn tuổi rồi, đúng là càng ngày càng đáng trí rồi. Anh đã gọi điện nói chuyện với ông ấy rồi. Ông nói sẽ nhanh chóng hành động, gây áp lực với ngân hàng bên Singapore. Tới lúc đó dự án cải tạo bến cảng của Thomas sẽ xảy ra tình trạng nguy cơ về tài chính. Cái đó chúng ta có thể ra tay được rồi. Vậy thì tới đó em nên chuẩn bị sẵn phương án phối hợp với anh. Em nên có tâm lý chuẩn bị trước, phản ứng của Thomas chắc chắn sẽ rất mạnh. Con người của Thomas rất dễ bị người khác đoán được. Em có cách đối phó cậu ấy. Mời vào. Mở ba. Chị có nhận được tin gì chưa? Phía ngân hàng ở bên Singapore đột nhiên nó hủy bỏ vì hùng vốn. Đợt thi công kế tiếp cho dự án cải tạo bến cảng không thể triển khai như kế hoạch đã định. Tôi vừa mới nhận được thông báo từ ngân hàng. Chị cũng biết việc thi công không thể dừng lại được mà. Mở ba à, chị có thể bàn bạc với bên Kim Long tăng tốc hoàn thành giao dịch của miếng đất tổng trạm tuyến đường sắt mới được không, rồi điều động thêm một ít tiền về đây. Thomas, chú có lộn không vậy? Chú thân là CFO của Mã Thị, chú không có giám sát nguồn vốn lưu động của công ty hay sao? Cho dù có sắp xếp được thì chú cũng phải sắp xếp thời gian để điều động nguồn vốn. Thực chất không ai có thể đoán được ngân hàng bên Singapore nó hủy bỏ là hủy bỏ. Ok, bây giờ chị muốn biết giao dịch giữa chúng ta và Kim Long rốt cuộc đang đi tới đâu rồi?
Vẫn còn một chút vấn đề bên trong chưa được giải quyết. Tôi chỉ lo nước xa không cứu được lửa gần thôi. Chúng ta đâu phải lần đầu tiên trao bán đất đâu. Vấn đề bên trong là cái gì? Thomas, tôi hy vọng chú hiểu rõ. Chúng ta còn đang bàn với đối phương về cách làm sao xác định giá bán của miếng đất đó. Nếu để họ biết chúng ta đang cần tiền, về mặt định giá chắc chắn sẽ bị ép giá. Như vậy tôi làm sao ăn nói với đám cổ đông? Còn nữa nha, nếu như để bên Kim Long biết dự án cải tạo bến cảng của chúng ta đã xảy ra vấn đề, chắc chắn họ sẽ cố tình kéo dài thời gian. Tới đó họ sẽ ép giá chúng ta. Tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Thomas, chú yên tâm đi, tôi sẽ giúp chú suy nghĩ cách. Nhưng chú phải cho tôi thời gian suy nghĩ. Trước đó quỹ đầu tư The Rosie đột nhiên rút vốn. Hôn sự của hai nhà Long Mã lại lòi ra đoạn clip của Chelsea. Cho tới bây giờ dự án cải tạo bến cảng của con lại xuất hiện vấn đề nguồn vốn. Con luôn cảm thấy có người đang ở đằng sau không ngừng chơi xỏ chúng ta. Người này liệu có phải là Sammy không? Hai đứa con thấy sao? Tuy Sammy thực sự đã thay đổi rất nhiều, thay đổi tới nỗi con cũng cảm thấy cổ như một người khác. Nhưng thật chất chưa có bằng chứng để chứng minh là do cổ làm. Có điều con có thể chắc chắn một chuyện, chính là có người đằng sau giở trò muốn Mã Thị sụp đổ. Anh cũng rất muốn biết người này là ai. Sammy đang là CEO của Mã Thị. Nếu như Mã Thị sụp đổ, đối với mở ấy đâu có lợi ích gì đâu. Anh thử nghĩ coi, còn người nào có thâm thù đại hận với nhà họ Mã về Mã Thị chúng ta, muốn chúng ta chết chứ? Chúng tôi sẽ đứng ở dưới chờ cậu. Vậy mới đúng chứ. Uống rượu không được lái xe. Chờ chút nha, xe sắp tới rồi. Alo Lâm Tổng. Phải, anh nói chuyện với khách một chút. Không sao đâu, ông yên tâm đi. Mấy cái đó chỉ là tin đồn mà thôi. Sắp tới bà sẽ nghỉ phép dài hạn, cho nên sẽ một khoảng thời gian con không thể gặp bà. Gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu còn có tâm trạng nghỉ phép đi chơi à? Bà đang có một kế hoạch. Sau khi bà nghỉ phép thì có thể giám sát Sammy và Marco 24/24 để coi hai đứa nó đang làm gì. Chuyện của nhà họ Mã con buộc phải xử lý thì khỏi phải nói rồi. Thật chứ cậu đâu cần phải làm vậy. Nếu như là lúc trước, bà thực sự sẽ không lo mấy chuyện bao đồng này. Nhưng bây giờ bà đã biết. Chuyện của Thomas và con cũng tức là chuyện của bà không khoanh tay đứng nhìn đâu. Bà nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Cậu điều tra cũng được, bản thân cũng nên cẩn thận. Con không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa. Hà Tổng à, ông phải tin tôi chứ. Mấy cái đó chỉ là tin đồn mà thôi. Mà thì chúng tôi làm gì gặp khó khăn về tài chính. Nếu như dự án cải tạo bến cảng lần này hoàn thành, ông cũng biết mức lợi nhuận sẽ cao tới cỡ nào. Vì vậy ông nên có lòng tin với Mã Thị của chúng tôi. Alo, Hà Tổng. Chị Hảo à, chị cẩn thận một chút có được không vậy? Tôi đang vội để ra ngoài, lỡ dơ tính làm sao? Xin lỗi cậu Tư, thật tình xin lỗi cậu. Thôi xin bỏ lỗi. Đi, chị đi làm gì đi. Xin lỗi cậu. Diệu Đường, chuyện gì mà nóng giận lên vậy? Dạ má, không có chuyện gì đâu. Có phải công ty xảy ra chuyện gì không? À không, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, má không cần lo đâu. Tội nghiệp con của má, gần đây con bận nhiều việc lắm hả? Má thấy con hốc hác, đi nhiều lắm đó. Cũng như lúc trước thôi mà. Không được, lát nữa má kêu người làm hầm chút gì đó cho con ăn. Tối nay con nhớ về uống nha. Dạ, con biết rồi. Con vội ra ngoài, tối về nói tiếp với má. Có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Chuyện của Chiêu Từ lần này tôi biết nó rất tội nghiệp, tôi cũng thấy buồn thay cho nó. Có điều trải qua sự việc lần này, hình như cậu Văn Biêu gì đó không hề từ bỏ và rời xa Chiêu Từ, coi như trong rủi có cái may. Vậy tại sao Chiêu Từ cứ nhất quyết đòi hủy hôn sự này chứ? Làm vậy có phải cứng đầu quá không? Cho dù là nó cứng đầu cũng đâu có vấn đề gì. Trong chuyện này Chiêu Từ mới là người bị hại. Là rủi hay may nó tự mình biết mà. Chúng ta làm cha mẹ nên ủng hộ nó mới phải.
Nhưng nếu lần này tụi nó hủy bỏ hôn ước, vậy thì Kim Long và Mã Thị sẽ trở mặt với nhau. Chưa kể dự án tổng trạm tuyến đường sắt mới sẽ tan thành mây khói. Với lại người khác sẽ nghĩ chúng ta đang gặp khó khăn, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới Diệu Đường và dự án cải tạo bến cảng của nó. Thì ông cũng nhìn thấy mà, gần đây Diệu Đường chạy đôn chạy đáo, khuôn mặt nó hốc hác thấy rõ luôn. Đàn ông mấy ông mới suốt ngày cứ nói lấy sự nghiệp làm trọng, tôi thấy ông thiên vị thì có. Tôi cũng biết lần này Diệu Đường vất vả rồi. Hay là chúng ta bàn bạc lại với Chiêu Từ coi sao. Bà thử nghĩ đi, xảy ra chuyện như vậy, nếu như bắt Chiêu Từ miễn cưỡng gả vào nhà họ Long, vậy sau này làm sao nó đối mặt với người của nhà họ Long đây? Chiêu Từ đã thê thảm lắm rồi, giờ tôi giúp nó bộ không đúng sao? Không phải không đúng, tôi đâu phải má ruột của nó. Tôi cần gì phải lo chứ. Bà lại nghĩ là đi đâu nữa vậy? Bà làm ơn làm người đừng hẹp hòi quá có được không? Tôi hẹp hòi hả? Tôi làm người rộng lượng quá thì có. Tôi rộng lượng tới nỗi cho phép chồng của mình ra ngoài ăn chơi ghẹo gái. Còn nhớ hồi đó, nếu không phải người phụ nữ đó đòi làm thư ký của ông, sáng tối gặp mặt nhau, lúc đó cô ta sinh ra đứa con là Chiêu Từ, tôi cũng nuốt giận bỏ qua, cho cổ bước vào nhà làm bà ba. Ai ngờ ông càng ngày càng quá đáng. Ông ở Ma Cao còn nuôi thêm một cô vũ nữ tên là Giả Quế Liên làm bà tư. Nếu không phải tôi phát hiện sớm, đuổi con nhỏ đó đi. Giả Quế Liên. Cha tôi khai chân vậy. Chà, bãi đẹp quá. Giả Quế Liên là tên của má bạn hả? Đúng vậy. Giả Quế Liên mà má vừa nhắc tới, không lẽ không trùng hợp là má của Chloe chứ? Nếu đúng là như vậy, vậy cổ và ba chồng mình là Chloe gả vào nhà họ Mã, sao lại trùng hợp vậy? Chắc chắn cổ đang có mục đích gì đó. Ok Sammy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại. Tạm biệt. Rốt cuộc cô với De Rossi có quan hệ gì? Trước đó công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải hai người thông đồng gây ra không? Sammy à, tại sao cô lại trở nên như vậy chứ? Chúng ta đều là người một nhà, cô đang làm gì vậy, có thể nói cho tôi biết được không? Cô theo dõi tôi hả? Tôi theo dõi cô? Cứ coi như tôi theo dõi cô đi. Ai ngờ còn để cho tôi phát hiện bí mật của cô. Cô với De Rossi rốt cuộc đang có âm mưu gì hả? Tôi với De Rossi gặp mặt trong đại sảnh của khách sạn. Chúng tôi danh chính ngôn thuận gặp nhau, cô cũng có thể nhìn thấy chúng tôi. Vậy thì chúng tôi có thể âm mưu gì chứ? Ngược lại, người có bí mật là cô mới đúng. Tôi không biết cô đang nói gì. Cô có bí mật gì ở nhà họ Mã? Trong lòng cô tự hiểu rõ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng có chó chê mèo lắm lâu. Ông Quang, uống thử chai rượu này. Năm 82 đó thật sự uống rất ngon. Thành thật cảm ơn hôm nay đã nể mặt ăn bữa cơm này. Bà cô, sao hôm nay khách sáo quá vậy chứ? Có gì đâu, tôi mời hai vị tới, dĩ nhiên là có đồ tốt muốn chia sẻ với hai vị rồi. Vậy sao? Ông Quang, chuyện đó cứ quyết định vậy nha. Được rồi, nè, cô đâu có làm gì chúng tôi không quan tâm. Tóm lại, chuyện của chúng ta thì chúng ta làm thôi hả? Quyết định vậy đi, rảnh rỗi cứ hẹn tôi ra ăn cơm nha. Được được, tôi còn muốn cậu đúng chiếu rồi. Cố nhiều hơn. Được chứ. Tạm biệt. Tạm biệt. Tình cờ vậy, vậy mà cũng gặp được con nữa. Marco, anh đã không còn là nhân viên của Mã Thị, tại sao suốt ngày không ngừng hẹn các cổ đông của Mã Thị ra gặp mặt? Rốt cuộc anh muốn sao đi? Nó nhích cái đuôi là biết nó muốn gì rồi. Còn muốn lén lút mua hết cổ phần của Mã Thị chứ gì. Cũng như em vừa nói, anh đã không còn là người của Mã Thị, anh làm gì không cần phải giải thích với mấy người. Anh không còn là nhân viên của Mã Thị, đương nhiên không cần giải thích với em. Có điều anh cũng họ Mã, anh phải giải thích với bác hai, tức là ba của em.
Diệu Đường, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô thẳng thắn nói rõ với Triển Hồng đi. Gần đây anh không ngừng hẹn các cổ đông của Mã Thị ra gặp mặt để thuyết phục họ lấy cổ phiếu Mã Thị đang có trong tay bán hết cho anh. Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Đúng vậy, tuy con đã rời khỏi Mã Thị nhưng con rất có lòng tin vào tương lai phát triển của Mã Thị. Quan trọng nhất là con vẫn có tình cảm trong đó. Nguyên nhân con mua cổ phiếu của Mã Thị, một là vì để đầu tư, hai là vì để giữ cảm giác thân thuộc. Không biết con làm như vậy có vấn đề gì không? Lôi à, con có chuyện gì muốn hỏi rõ Sammy vậy? Con mong Sammy có thể giải thích một chút với mọi người tại sao lại hẹn riêng để Roxy ra gặp mặt. Ừ, phải. Con có nhờ Marco giúp con liên hệ với ổng để con có thể gặp ổng một lần. Có điều con làm vậy hoàn toàn đều vì lợi ích của Mã Thị, con không hề che giấu chuyện gì. The Rosie vừa mới hại chúng ta xong, chị với ổng còn đi bàn bạc làm gì? Trên thương trường làm gì có kẻ thù mãi mãi chứ. Chuyện lần trước đã kết thúc rồi mà. Hú chi lần này con tìm ổng hoàn toàn là vì dự án cải tạo bến cảng. Thomas, không phải lần trước chú có nói với tôi, chú nói phía ngân hàng bên Singapore muốn hủy bỏ việc dây vốn cho dự án cải tạo bến cảng mà chú đang phụ trách. Chú kêu tôi suy nghĩ cách mà, nên con mới hẹn ổng ra gặp mặt, xem ổng có thể đem 14 tỷ đô tiền đầu tư bỏ vào dự án mà chú đang phụ trách hay không. Ổng mà tốt bụng chịu giúp chúng ta hay sao? Đừng có chuyện gì đã xem Drossi là kẻ thù như vậy. Thay vì thêm một kẻ thù, vậy sao không suy nghĩ nhiều cách để khiến ông trở thành bạn bè? Trước đó ổng bị tập đoàn tài chính tấn công nên mới hủy bỏ việc dây vốn. Bây giờ ổng đã vượt qua khó khăn thì phải nghĩ cách lôi kéo ổng làm bạn với chúng ta. Vậy tại sao trước đó cô không nói với mọi người mà hẹn ổng ra gặp mặt riêng chứ? Vì tôi biết mọi người đối với việc Drossi hủy bỏ việc dây vốn rất phản cảm. Cô xem phản ứng của Thomas kia. Cho nên lần này tôi nhất định phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới quyết định. Nhưng nói thật, tôi cũng không có lòng tin có thể thuyết phục được ổng hợp tác lần nữa với chúng ta. Hai người giải thích nghe rất lọt tai. Có điều tôi không tin đâu. Bà có tin họ nói hay không? Ba. Hả? Tụi con nói tới đâu rồi? Phải đó. Coi bộ Sammy và Triển Hồng nói cũng có lý lắm. Có lẽ chuyện này chỉ là sự hiểu lầm thôi. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng mọi người đều hơi thấp thỏm. Mọi người đừng nên nghi ngờ lẫn nhau. Đáng lẽ phải đồng tâm hiệp lực mới đúng đó, phải không? Ba à, con cũng thừa nhận lần này con xử lý chưa được tốt. Lần sau con nhất định sẽ xử lý cẩn thận hơn. Còn về việc dây vốn 14 tỷ đô, dù có tiến triển ra sao, con cũng sẽ báo cáo lại với Thomas. Được rồi, tốt rồi. Triển Hồng, nếu con đã tới đây rồi thì ở lại ăn cơm rồi hẳn về. Dạ. Hai người họ, người hát kẻ họ, rõ ràng là đang thông đồng với nhau. Họ đã giải thích hợp tình hợp lý như vậy, hèn gì ba lại tin lời họ nói. Bà xã, em có cảm thấy gần đây tinh thần của ba không được tốt lắm? Chắc là gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Dù gì ba cũng đã lớn tuổi rồi mà. Không biết có phải vừa gần đây mợ ba hay dẫn ba đi tái khám nên mợ ấy nói gì ba cũng đều tin hết. Bây giờ ba như vậy, chúng ta cần phải dốc sức chăm lo cho gia đình thật tốt. À phải rồi ông xã, không phải trước đó anh nói sẽ tìm anh hai bàn bạc hay sao? Hai người bạn tới đâu rồi? Anh đã bàn với anh hai rồi. Đợi bình tĩnh của mợ hai ổn thêm một chút đỉnh, anh sẽ bay về đây coi sao. Em à. Nếu mợ hai có trở về thiệt thì em... Anh à, em đã quên hết chuyện cũ lâu lắm rồi. Em với mợ hai đều là người của nhà họ Mã. Quan trọng nhất là anh với anh hai cần phải đồng lòng. Có điều bây giờ Sammy đang giữ 11% cổ phần của Mã Thị trong tay. Lỡ như có một ngày cô muốn chống đối nhà họ Mã, cổ phần mà anh với anh hai cộng lại cũng có 12%. Chỉ có thể tạm thời đối phó với cổ mà thôi. Cũng phải. Với lại Marco,
hiện giờ cũng đang tìm gặp các cổ đông để mua lại cổ phần của Mã Thị. Nếu để ảnh và Mở Ba liên kết với nhau, chắc chắn cổ phần sẽ nhiều hơn anh và anh hai cộng lại. Tới lúc đó, chỉ có thể dựa vào ba. Ba mới là cổ đông lớn nhất của Mã Thị. Trên tay ba đang có 20% cổ phần. Ông xã à, không phải em muốn nói những lời xui xẻo này đâu. Dù gì thì ba cũng lớn tuổi như vậy rồi. 20% cổ phần ba đang nắm giữ, ba có từng nói với anh sau này làm sao chia không? Giả sử anh ba vẫn còn sống, chắc chắn anh sẽ là người tiếp quản Mã Thị. Cổ phần của ba nhất định anh sẽ là người chiếm phần lớn nhất. Có điều bây giờ anh ba đã chết rồi. Ba à? Tới giờ uống thuốc rồi. À, xe bi à, con để xuống đây đi. Lát nữa bà sẽ tự uống. Không được, bác sĩ nói con phải nhìn thấy bà uống mới được. Nếu không là giống như lần trước vậy, ba lại quên uống cho coi. Ba à, thật ra con cũng chỉ quan tâm ba thôi. Ba cũng biết nếu Mã Thị không có ba, có rất nhiều chuyện không biết tìm ai quyết định. Vì vậy ba phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Sammy à, cô ra ngoài làm việc của mình đi. Bà muốn ngồi đây yên tĩnh suy nghĩ. Ừ. Alo, Thế Hưng hả? Là anh hai đây nè. Liên miên như linh cảm nhà trầm một liều, hòn chết qua lọ muôn đi dị vọng điều. Ngài下了，才发现富丽上片山野花了。人大了，难得放肆地笑，才会懂烦恼尽量忘掉。而患病这刻，才发现极渺小，学会珍惜了。尘世之内，谁无畏惧？谁无心碎？谁无唏嘘？年年适应，年年老去，而智慧是沉淀清水。年年跨过挫折后，默然回首，可说一生的历史怎会了无生趣？如带着残余顾虑，残余不满，残余空虚，时而走近，时而远去，还看最后方废或壮举。决定我成败得失心空虚，然后磨难结晶，将化做翡翠。多得雨水。